Honda làm sedan mới có thiết kế dị, nội thất 5 màn hình, dùng công nghệ Trung Quốc, chạy 520 km trên sạc. Honda L là sản phẩm mới nhất thuộc thương hiệu Lynxi, một liên doanh giữa Honda Nhật Bản và Dongfeng Trung Quốc. Mẫu xe này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa của hai hãng, hướng tới mục tiêu 50% sản phẩm là xe điện vào năm 2025 và ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong sau năm 2027. Mẫu sedan này sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và trẻ trung. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED chạy ngang kết hợp cùng cụm đèn LED đặt dọc, khá dị nếu so với phong cách thiết kế của hãng xe Nhật. Thân xe mang dáng cúp thể thao với những đường gân dập nổi, kết hợp cùng gương chiếu hậu kỹ thuật số hiện đại. Đuôi xe gây ấn tượng với dải đèn LED nối liền hai bên, gợi liên tưởng đến mẫu xe Kia K4. Bên trong khoang nội thất, Honda L được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Điểm nhấn là màn hình giải trí cỡ lớn trải dài trên bảng táp lô, tương tự như những gì Honda đã làm trên mẫu xe CR-V thế hệ mới. Hệ thống này được chia ra làm 5 màn hình. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Honda L được trang bị động cơ điện đặt trước cho công suất tối đa 215 mã lực, kết hợp cùng khối pin 59,22 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới 520 km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc, và đạt tốc độ tối đa 159 km/h. Nếu so sánh với tiêu chuẩn EPA của Mỹ, quãng đường di chuyển thực tế của Honda L có thể rơi vào khoảng 386 km. Việc Honda tập trung phát triển xe điện cho thị trường Trung Quốc không phải là điều bất ngờ. Trong vài năm trở lại đây, Honda đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện mới tại quốc gia tỷ dân này, điển hình là dòng xe N-Series. Mới đây, Honda cũng công bố kế hoạch đầu tư 65 tỷ USD vào mảng xe điện đến năm 2030, gấp đôi so với cam kết trước đó. Honda đặt mục tiêu sản xuất hơn 2 triệu xe điện mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Để đạt được mục tiêu đầy tham vọng này, hãng sẽ tập trung vào việc củng cố chuỗi cung ứng và giảm chi phí sản xuất pin. Bên cạnh đó, Honda cũng có kế hoạch sản xuất xe điện tại Mỹ vào năm tới, bên cạnh mẫu xe Prologue được sản xuất tại Mexico.